Là một quốc gia tiên phong lấy tên lửa làm con át chủ bài trong học thuyết răn đe chiến lược, thật không ngoa khi nói rằng Liên Xô là quốc gia khai sinh ra tất cả những dòng tên lửa tấn công nguy hiểm nhất lịch sử thuộc mọi chủng loại và ngay cả dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật cũng không phải ngoại lệ. Trong đó, tên lửa Tokau hiện vẫn được biết đến là dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật nguy hiểm bậc nhất thế giới, bất chấp việc dòng tên lửa này đã có trong biên chế quân đội Liên Xô từ năm 1989, là loại tên lửa cổ nhất trong danh sách này. Là biến thể hiện đại hóa của dòng Toka được biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1976, hệ thống tên lửa Tokau mang một tên lửa duy nhất trên bệ phóng, có thể phóng quả tên lửa vươn xa tới 120 km, vượt xa khoảng cách 70 km của phiên bản OTA-21A tiền nhiệm. Không chỉ vượt trội về tầm bắn, tên lửa này cũng cho độ chính xác đáng kinh ngạc với sai số chỉ tầm 95m nhờ kết hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh và một radar định hướng. Vì vậy, trong trường hợp cần thiết, tên lửa Tokau có thể được sử dụng để tấn công vào các mục tiêu di chuyển như những con tàu vận tải, những đoàn xe quân sự dài đến vài km. Bên cạnh đó, vận tốc bay của đạn tên lửa Tokau có thể đạt đến Mach 5.3, dù khá chậm so với các tên lửa đạn đạo được ra đời sau năm 2000 nhưng chừng đó vẫn quá đủ để xuyên qua hầu hết các lớp phòng thủ hiện nay. Bởi ngay cả khi bao gồm những hệ thống phòng không tầm cao ưu việt như Panzer-1, những trận địa phòng không thường chỉ phản ứng và ngăn chặn hiệu quả đối với các vật thể bay với tốc độ dưới Mach 4.5. Vì vậy, việc triển khai đánh chặn các tên lửa đạn đạo bay với tốc độ trên Mach 5 trong vòng 1 phút là khoảng thời gian từ lúc loại tên lửa này được phóng đi thường chịu rủi ro cao và đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ hệ thống tình báo, trinh sát cũng như trạng thái sẵn sàng chiến đấu của binh lính phòng không. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần có trong tay số lượng tương đối những tên lửa Tokau, kể cả khi chưa được phóng đi, những hệ thống này vẫn đủ sức tạo áp lực rất nặng nề cho binh lính phe địch. Vì vậy, không khó để hiểu tại sao trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, việc đánh chặn thành công hai tên lửa Tokau của quân đội Ukraine nhắm vào nhà máy thủy điện ở Kherson được nhiều chuyên gia coi là thành công lớn của lực lượng phòng không Nga trong nỗ lực chống lại chiến thuật quấy rối của phía Ukraine bằng loại tên lửa nguy hiểm này. Tuy nhiên, đa số những tên lửa Tokau bị Ukraine bắn đi vẫn thành công gây không ít thiệt hại cho cơ sở hạ tầng tại các vùng Nga kiểm soát, bất chấp việc người Nga đang có trong tay những hệ thống phòng không tiên tiến bậc nhất thế giới. Nhưng rõ ràng, trước một đối thủ toàn diện như Nga, việc có trong tay chỉ 40 hệ thống Tokau trước khi cuộc chiến bắt đầu rõ ràng là chưa đủ. Như một phần trong nỗ lực chứng minh mình là kẻ kế thừa xứng đáng của một Liên Xô hùng mạnh một thời, người Nga đang dần thay thế toàn bộ loại tên lửa Tokau từ thời Liên Xô này bằng dòng tên lửa đạn đạo mới, vượt trội hoàn toàn thế hệ tiền nhiệm mang tên Iskander với phiên bản mạnh nhất dùng cho quân đội Nga là Iskander-M. Là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật hiện đại nhất của Nga, tên lửa Iskander-M có thể mang theo đầu đạn nặng từ 480 kg đến 700 kg tùy chủng loại. Đây là loại tên lửa một tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh. Loại tên lửa đạn đạo chiến thuật này có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng phóng 3,8 tấn. Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn đạt tới 500 km, gần tương đương với khoảng cách 540 km từ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga đến thủ đô Berlin của Đức và 534 km đến Stockholm của Thụy Điển. Điều đó có nghĩa là nếu một cuộc chiến tổng lực nổ ra giữa Nga và các quốc gia thành viên NATO, quân đội Nga hoàn toàn có thể sử dụng tên lửa Iskander lắp đầu đạn hạt nhân tấn công phủ đầu các quốc gia chủ chốt của NATO tại châu Âu trước sự bất lực của đồng minh. Bởi không chỉ vượt trội về tầm bắn so với thế hệ Tokau hay bất kỳ thế hệ tên lửa cùng loại nào, tên lửa Iskander-M còn được người Nga ưu ái trang bị thêm hệ thống điều khiển kết hợp dẫn đường dựa trên quán tính với cảm ứng Doppler có chức năng điều chỉnh góc tấn công theo hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và GPS, cho sai số chỉ 5m. Độ chính xác gần như tuyệt đối của loại tên lửa này cho phép chúng khả năng hủy diệt cả các mục tiêu có diện tích cực nhỏ như hệ thống tên lửa, pháo phóng loạt, pháo tầm xa, máy bay và máy bay trực thăng, sân bay, điểm chỉ huy và thông tin liên lạc. Hồi tháng 10 năm 2016, sau khi được tin Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad, vùng đất hiện tại thuộc Nga nhưng lọt thỏm giữa các quốc gia NATO trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng tại Syria và Ukraine.
Động thái này của Nga thực sự đã gây lo ngại cho rất nhiều quốc gia châu Âu thuộc khối quân sự này, bởi ngoài tầm bắn xa và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa Iskander còn được chế tạo trên cơ sở công nghệ tàng hình độc đáo của riêng người Nga, công nghệ tàng hình plasma. Bên cạnh đó, tên lửa cũng có tốc độ bay gấp 7 lần âm thanh cùng tính năng liên tục thay đổi đường bay kết hợp tung mồi bẫy cực kỳ độc đáo, khiến cho hệ thống này gần như miễn kháng với mọi lá chắn tên lửa Mỹ tại Đông Âu. Điều đó có nghĩa là hy vọng duy nhất giúp các quốc gia NATO có thể ngăn chặn loại tên lửa này là phải tấn công phủ đầu trước khi những quả tên lửa rời khỏi bệ phóng. Tuy nhiên, với thời gian triển khai chiến đấu chỉ mất 2 phút và chỉ 10 giây sau khi phóng để hoàn thành các công việc bao gồm xác định điểm phóng, tính toán tham số đường bay, đầu dẫn quang học giả soát xong các thông tin địa hình, địa vật, thì quả thật việc thực hiện thành công phi vụ tấn công như vậy sẽ gần như là bất khả thi, ngay cả đối với lực lượng không quân cực kỳ hùng hậu của phe NATO. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, các tổ hợp Iskander nhiều lần chứng tỏ đây là vũ khí đáng gờm và hiệu quả nhờ hàng chục lần phóng thành công tiêu diệt mục tiêu một cách dễ dàng. Được biết, cả Ukraine và các nước phương Tây hiện vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ phương án khả thi nào có thể sử dụng để ngăn chặn loại tên lửa này. Trước sức mạnh gần như bất khả chiến bại của dòng Iskander M, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, điều duy nhất các đối thủ của người Nga có thể làm chỉ có thể là sử dụng một loại tên lửa khác nhằm đáp trả một cách tương xứng các thiệt hại mà Iskander M đã gây ra, và cái tên MGM-140 ATACMS đang được nhắc đến trên các mặt báo phương Tây với tư cách là một đối thủ xứng tầm duy nhất với Iskander M. Được mệnh danh là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật duy nhất khiến Nga e ngại, MGM-140 ATACMS được Lockheed Martin phát triển và được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1991. Tức là dòng tên lửa này được quân Mỹ sử dụng chỉ 2 năm sau khi dòng Tokau được trang bị trong quân đội Liên Xô, nhưng khác với dòng Tokau đang bị thay thế dần trong quân đội Nga, dòng tên lửa MGM-140 ATACMS vẫn được quân đội Mỹ tin dùng cho đến tận ngày nay mà chưa hề có ý định thay thế. Tên lửa này của Mỹ mang trọng lượng lên đến hơn 1,69 tấn, chiều dài của nó là 4m, đường kính 660mm, có tầm bắn khoảng từ 120km đến 300km tùy theo từng phiên bản, khi cần thiết có thể triển khai đầu đạn hạt nhân có sức công phá từ 15 đến 25 knot. Thậm chí theo nguồn tin tình báo từ phía Nga, người Mỹ hiện đang sở hữu biến thể tên lửa ATACMS có tầm bắn tới 1.000 km, tức là đủ sức vươn đến tận Moscow. Chấp việc đang có trong tay một số lượng lớn những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới, nhưng trước hệ thống MGM-140 ATACMS có thể phóng đi các quả đạn tên lửa vừa có khả năng bay với tốc độ Mach 3, vừa có độ chính xác cùng tính năng đột ngột chuyển hướng không thua kém gì Iskander M, khiến việc đánh chặn thành công loại tên lửa này khó khăn gấp bội so với Tokau. Bên cạnh đó, khả năng tích hợp lên bệ phóng lên hệ thống pháo phản lực bắn loạt M270 hoặc SIMARS cũng cho phép bên sử dụng hệ thống MGM-140 ATACMS có thể bắn liên tiếp 6 quả đạn tên lửa nhắm vào các mục tiêu khác nhau, hệt như một pháo phản lực tầm siêu xa, lại càng khiến loại tên lửa này trở nên nguy hiểm hơn khi bên sử dụng MGM-140 ATACMS có thể dễ dàng dồn phe phòng thủ vào thế buộc phải phân tán khả năng phòng thủ ra, khiến việc phòng thủ trước loại tên lửa đạn đạo này vốn đã rất khó khăn nay lại thêm phần suy yếu. MGM-140 ATACMS tham chiến lần đầu trong chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991. Tại đây, khoảng 32 đạn tên lửa đã được phóng từ bệ phóng M270. Trong chiến dịch tự do Iraq năm 2003, hơn 450 tên lửa ATACMS đã được Mỹ bắn vào quân đội Iraq, gây thiệt hại nghiêm trọng góp phần dẫn đến sự sụp đổ của quân đội nước này. Ngoài Mỹ, hiện có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đang sở hữu các tên lửa MGM-140 là Bahrain, Hy Lạp, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và cả Đài Loan. Tuy nhiên, trường đó rõ ràng là chưa đủ để Trung Quốc, đối thủ duy nhất xứng tầm trong cuộc đua giành ngôi bá chủ thế giới về mọi mặt với Hoa Kỳ, phải e ngại khi họ đang có trong tay dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-15B cực kỳ mạnh mẽ. Được đi vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 1990, DF-15 được coi là dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật kế thừa DF-11, vốn là phiên bản nội địa Trung Quốc của dòng Scud mà Việt Nam có sở hữu. DF-15 có chiều dài 9,1m, đường kính 1m, trọng lượng phóng 6,2 tấn,
tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 500-700 kg hoặc đầu đạn hạt nhân 90 kt, tầm bắn khoảng 600 km. Tên lửa được đặt trên khung gầm xe mang phóng chuyên dụng TAS-54508X8 hoặc WS-2400. Trong đó, DF-15A là biến thể nâng cấp mạnh mẽ nhất, mới được Trung Quốc biên chế trong quân đội, có chiều dài tới 10 m, được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu ở pha cuối, cho phép giảm sai số khi tiếp cận mục tiêu xuống chỉ còn 3.045 m. Tên lửa có tầm bắn lên đến 900 km. Biến thể DF-15B thậm chí còn tinh vi hơn, được trang bị bộ công cụ tìm kiếm mục tiêu laser ở pha cuối với chiếc chỉ từ 810 m. Thế nhưng tầm bắn của DF-15B lại bị giảm xuống chỉ còn khoảng 800 km. Sự có mặt của DF-15B cùng các biến thể DF-15 còn lại được cho là sẽ mang lại cho quân đội Trung Quốc khả năng tấn công chiến thuật chớp nhoáng vào mọi mục tiêu cố định quan trọng của bất kỳ kẻ thù nào trong tầm bắn dưới 800 km. Nếu thời Mao Trạch Đông, quân đội Trung Quốc chỉ có chiến thuật biển người có thể bị khắc chế bằng các loại vũ khí hạng nặng hoặc các loại vũ khí cá nhân với khả năng phóng ra các mảnh đạn với số lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn, thì ngày nay, nếu thực sự xảy ra một cuộc đại chiến tổng lực, người Trung Quốc với nền kinh tế hùng mạnh hoàn toàn đủ sức tạo ra một biển tên lửa với số lượng có thể lên tới hàng nghìn quả trong một lượt phóng. Bên cạnh đó, khả năng cơ động cao của DF-15 cũng cho phép người Trung Quốc triển khai một cách nhanh chóng dòng tên lửa này đến bất kỳ khu quân sự nào trong thời gian ngắn nhất, lại càng khiến làn sóng tên lửa của Trung Quốc càng trở nên khó đối phó ngay cả đối với các hệ thống phòng thủ tinh vi nhất, khiến DF-15 trở thành công cụ răn đe đầy quyền lực của Bắc Kinh và là mối lo ngại của bất kỳ quốc gia láng giềng nào đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Là đối thủ lớn nhất của Mỹ nhưng chớ trêu thay, Trung Quốc cũng là đối tác quốc phòng quan trọng của một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ đường lối ngoại giao khôn khéo, Thổ Nhĩ Kỳ đã thu lại cho mình vô số lợi ích nhờ có thể hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển công nghiệp quốc phòng, trong khi vẫn là quốc gia NATO, và dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn dây 600 TU Dream chính là một phần trong những kết quả tốt đẹp mà Thổ Nhĩ Kỳ có được thông qua sự hợp tác với Trung Quốc. Mang trong mình thiết kế tương tự với tên lửa DF-11 nhưng dòng tên lửa tầm ngắn dây 600T lại là một trong những dòng tên lửa tiên tiến và nguy hiểm nhất thế giới hiện tại, được nhiều người cho là sánh ngang với Iskander-M. Với kích thước khá nhỏ chỉ 6,1 m, chiều dài, trọng lượng lên tới 2,1 tấn cùng đường kính đầu đạn 600 mm, nhưng tên lửa đạn đạo dây 600TU Dream có thể mang theo nặng tới 480 kg, gần bằng DF-15 và Iskander-M, cũng như các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn khác trong danh sách này. Dây 600TU Dream cũng được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Sức mạnh của nó sở dĩ có thể sánh ngang với Iskander-M chủ yếu nhờ tầm bắn vượt trội có thể lên tới 1.000 km với phiên bản mới nhất, và được tích hợp hệ thống dẫn hướng kết hợp quán tính và cảm biến quang học giai đoạn cuối cho sai số khi phóng ở khoảng cách xa vào khoảng 150 m. Vì vậy, dù không có quỹ đạo bay phức tạp và tính năng thả bẫy nhiệt như Iskander, nhưng độ chính xác cao cùng tầm bắn xa cũng giúp cho J600 Dream có những lợi thế riêng mà Iskander-M hay DF-15 không thể có được, nhất là khả năng uy hiếp các mục tiêu ở khoảng cách xa và có hệ thống phòng thủ không quá mạnh như các trung tâm chỉ huy chiến thuật ngoài tiền tiêu hay các cây cầu chiến lược, các trạm hậu cần. Bên cạnh đó, mức độ cơ động của J600 Dream cũng tăng lên đáng kể nhờ được tích hợp trên khung gầm xe tải man 26.372 6x6 bánh với dẫn động 6 bánh độc lập, hoàn toàn khiến việc tiêu diệt những quả tên lửa này trước khi chúng được phóng lên là cực kỳ khó khăn. Quả thật, với khả năng cơ động cùng độ chính xác cao cùng khả năng tùy biến, làm giảm tầm bắn để xuất khẩu, tên lửa đạn đạo chiến thuật không chỉ là thứ vũ khí răn đe ưa thích của những cường quốc trong các tranh chấp lãnh thổ, mà còn được nhiều chuyên gia quân sự Mỹ dự đoán sẽ trở thành thứ vũ khí vệ quốc phổ biến tiềm năng của các quốc gia, tuy không có nền tảng công nghiệp quốc phòng tốt nhưng đáp ứng đủ các điều kiện kinh tế. Theo các bạn, liệu trong tương lai, loại vũ khí này liệu có trở thành một trong những thành phần không thể thiếu trên các chiến trường tương lai như theo dự đoán của các chuyên gia không? Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.